Nếu các bạn đang có nhu cầu muốn thưởng thức các loại hải sản cao cấp như cua hoàng đế, tôm hùm Alaska thì hãy truy cập ngay hảisanhiubo.com hoặc gọi hotline 037 502 8888. Tôi Hiubo xin chào cho anh em. Tôi mạnh chó cho anh em. Tôi đây tư giám cho anh em. Ok các bạn ạ, hôm nay thì hiện tại là đang chỉ có 3 anh em mình thôi. Thì một xíu nữa Tiến nó sẽ về cùng anh em mình để thưởng thức cái món ngày hôm nay nha các bạn nha. Thì như anh em thấy ở trước mặt anh em ấy là có rất là nhiều chân gà này và rất là nhiều xoài xanh nha các bạn nha. Đó, xoài xanh chấm bột canh này. Còn đây là cái chân gà này, chân gà này là cái loại chân gà rút xương nha các bạn nha. Đó, chân gà rút xương này, rồi xoài xanh này. Hôm nay ấy, thì anh mình sẽ làm một món kiểu thời tiết miền Bắc ấy, tự nhiên nó rét đậm rét hại, tự nhiên nó lạnh quá ấy, nên là anh mình sẽ làm một món nó cay cay để anh em gọi là trải nghiệm. Đó, thì thực sự là hôm nay ấy, là anh em mình có chuẩn bị rất là nhiều chân gà này, rồi xoài này, rồi rất là nhiều nguyên liệu khác nữa, nhưng mà chỉ có hai anh em nên là không bê được hết nha các bạn nha. Nên là tí thì mình sẽ giới thiệu các loại nguyên liệu kia sau. Thì đó, thì hôm nay mình sẽ về mình tự làm cái món gọi là chân gà gọi là sốt Thái Lan nha các bạn nhỉ. Đó, gọi là chân gà sốt Thái ấy. Bình thường ấy thì là mình sẽ gọi là mua cái sốt sẵn của người ta thì ăn thấy nó kiểu nó không ngon cho lắm ấy các bạn ạ. Nên là hôm nay ấy, thì anh em mình sẽ tự trổ tài, anh em mình tự mua nguyên liệu những thứ về, anh em mình tự làm để xem là ăn cái vị của nó sẽ như thế nào nha các bạn nha. Đó, xoài xanh này không phải là lúc nào cũng kiếm được mấy cái loại xoài non này. Đó, thì chân gà này anh em mình về cũng phải làm sạch những thứ lại để bóp giấm những thứ để cho nó sạch hẳn đi nha các bạn nha. Đó, xong rồi anh em mình sẽ chế biến cái món chân gà anh em mình sốt Thái tự làm gọi là make in anh em mình các bạn ạ. Đó, đó thì bây giờ anh em mình sẽ không nói nhiều nữa, anh em mình sẽ đem về để anh em mình thực hiện làm món chân gà sốt Thái luôn nha các bạn nha. Anh em mình sẽ cho cay cay vào một xíu, gọi là cay nhiều luôn đi cho nó ấm. Cho nó ấm nha các bạn nha. Anh em nào mà xem được clip và coi như mình thấy hay thì mọi người có thể ủng hộ anh em mình bằng cách là like và chia sẻ và đăng ký kênh cho này nhiều để ủng hộ anh mình nhá. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho anh em một trang thành viên có tên là OK VIP nha. Thì anh em ở đâu ấy, khu vực nào ấy, thì anh em sẽ chọn ở đó. Ví dụ như mình ở Hà Nội ấy, thì mình sẽ chọn khu vực Hà Nội nha. Thì đó, thì khi mà anh em nhấn vào khu vực Hà Nội ấy, nó sẽ có phần thêm vào màn hình chính và tức là anh em có thể tải được app về nha. Thì trên giao diện của OK VIP ấy, thì anh em sẽ rất dễ dàng có thể thấy là có rất là nhiều những trang anh em biết đến, anh em đã từng kiếm tiền, ví dụ như là 789bet này hoặc F8bet này đó. Bên phần tài trợ thì rất là nhiều gương mặt nổi tiếng đã tài trợ cho Liên minh OK VIP nha. Liên minh OK VIP ấy, thì anh em sẽ thấy là có rất là nhiều sự kiện nha. Đó, anh em sẽ thấy là có sự kiện bốc thăm mỗi ngày này, hoạt động ghép chữ này, mời bạn bè nhận quà khủng này, điểm danh hàng ngày thì anh em có quà này, trả lời câu hỏi này, có thưởng này. Đó, đăng nhập lần đầu anh em cũng có quà luôn nha anh em nha. Hoặc là anh em chia sẻ thì cũng có quà nha anh em nha. Thành viên của Liên minh OK VIP thì anh em sẽ thấy có rất là nhiều tên quen thuộc mà anh em đã từng kiếm tiền nha. Còn phần của tôi thì anh em có thể rút tiền qua OK VIP, thì link của OK VIP mình sẽ đặt ở dưới phần mô tả và bình luận ở dưới video này nha anh em nha. Chân gà thì anh mình đã làm sạch đây rồi nha các bạn nha. Vừa nãy thì đen đen giờ nó trắng tinh luôn. Anh mình bóp với cả giấm với cả chanh với cả muối nữa sạch sẽ rồi nha các bạn nha. Bây giờ anh mình sẽ bắt đầu cho vào đấy, anh mình gọi là luộc chân gà lên. Thì sau khi luộc xong ấy thì anh mình sẽ gọi là ngâm với đá lạnh để cho nó lạnh, để cho ăn chân gà nó giòn ấy các bạn ạ. Đấy, rất là nhiều nha. Đấy, thì bây giờ anh mình sẽ bắt đầu luộc lên này. Bên này thì anh mình có chuẩn bị gọi là thêm là cái hành tím này, tỏi này, ớt cay này, rồi tắc này. Đây là những cái gọi là rau củ quả các thứ. Thì sau khi mà chân gà đã luộc và ngâm đá xong ấy, thì anh mình sẽ cho vào để anh mình nấu cái sốt Thái đó. Xong rồi anh mình mới gọi là trộn nha các bạn nha. Những chiếc chân gà anh mình đã luộc và gọi là ngâm đá xong rồi nha các bạn nha. Đó, rất là nhiều. Bây giờ anh mình sẽ bắt đầu gọi là làm cái sốt Thái nha các bạn nha. Đó, thì đây mình cho dầu rồi này. Bây giờ thì mình sẽ cho gọi là tỏi này, hành tím và ớt cay này. Đấy, cho vào đi. Anh đổ đi. Rất là nhiều luôn, bởi vì anh mình cho nhiều chân gà với xoài ấy. Đấy, bây giờ mình sẽ cho gọi là ớt bột này, rồi cốt me này. Đấy, ớt bột cho cay này các bạn. Đấy. Rồi cốt me này, nước mắm này. Đây là cái gọi là cốt me mình đã gọi là lọc nó ra rồi nha các bạn. Đấy. Tiếp đến là nước mắm này. Đấy. Nước mắm. Rồi anh mình cho tương ớt này.
và đặc biệt sẽ không thể thiếu được, đó chính là gọi là đường nha các bạn nhá. Đấy, đường thì mới tạo nên vị chua ngọt cay đủ các kiểu của cái sốt này. Đấy, đó. Thì cái sốt này anh mình sẽ nấu cho nó sệt sệt lên, xong rồi là tí anh mình sẽ đem đi để mình trộn nha các bạn nhá. Đấy, em cứ khuấy đi đến lúc nó sệt thì mình sẽ bỏ ra. Sau một hồi ấy, như mình nấu cái sốt thái này thì bây giờ là nó đã sệt sệt lại rồi nha các bạn nha. Đấy, mọi người sẽ thấy đấy. Đấy, đấy sệt sệt rồi, bây giờ như mình sẽ múc ra nha. Đấy, nhìn cái sốt này đã ngon rồi. Đấy, đấy cái sốt này sau này như mình sẽ gọi là sốt với cả chân gà và xoài để tạo nên cái món chân gà sốt thái mọi người ạ. Mọi người nhìn không, đã thấy cay, đã thấy ngon bắt mắt rồi. Tí anh em mình thử sốt lên xem cái màu và cái hương vị của nó anh em mình tự làm nó như thế nào nha các bạn nha. Tất cả mọi thứ nguyên liệu thì anh em mình đã chuẩn bị xong đây rồi. Thì chân gà này các bạn này, rồi xoài này. Bây giờ anh em mình sẽ đổ sốt và tắc vào để anh em mình bắt đầu trộn, xong rồi sẽ thưởng thức nha các bạn nha. Đấy, mọi người nhìn này không, đã kiểu chảy nước miếng rồi. Đấy, anh em mình cho rất là nhiều tắc nha. Đấy. Rồi bây giờ em dội sốt lên xong là trộn. Ui, một mâm đầy luôn anh em ạ. Chuyện là thấy mùi giống mùi muối rồi. Ui giời ơi. Sốt đấy, ui lóng hổi đang vẫn còn đang bốc khói ấy. Đang mà khói đâu bấy ta. Thơm thế, ui. Ui, trông cực sạt luôn. Thế là có nuốt được bọt ngực cả này. Thật sự là nhìn không đã nuốt được bọt rồi mọi người ạ. Đấy, nào bây giờ trộn lên. Em trộn lên đi. Khéo tay không rồi. Được. Đấy. Đấy rồi. Lóng không mọi người ạ? À? Lóng. Rồi ôi cái sốt này. Sốt này ngấm vào. Ấy mọi người ơi. Nhìn thấy mọi người là nhìn nó nuốt nước bọt ở ngực luôn. Đấy. Ui. Đầy quá. Đầy quá nên là trộn nó bị rơi. Nó rơi đấy được. Đến nó hứng cái gọi là bát lại rồi. Rồi đều đều đi mọi người, đầy quá. Nhiều quá ấy, mọi người ạ. Đấy, nhưng mà anh mình làm cũng nhiều sốt rồi nên là nó sẽ ngấm được hết đấy nhỉ. Đây. Đấy, 10 phút người. Ngấm nó ngon. Đấy, ui giời. Ngon nhỉ. Ui giời, tuyệt vời luôn. Mấy cái chân gà ấy, em ạ, mấy cái chân gà ngấm sốt đấy. Ui giời, ui giời. Không biết là hai anh em ở bên cạnh thấy như nào rồi. Đây mọi người ạ. Đấy. Đấy giờ nuốt nước bọt không dưới chục lần. Rồi ôi thề mọi người. Không biết là mọi người như nào nhưng mà mình anh em nó trộn không mà mình đã nuốt hết cả nước bọt rồi. Đấy. Đấy đang đều đều dần rồi đấy. Thì đây là cái món chân gà sốt thái make in anh em mình nha các bạn nha. Đấy, make in anh em mình. Đấy, đợi trộn đều tất cả đi xong là anh em mình sẽ thưởng thức cái món chân gà sốt thái make in anh em mình này. Anh em mình đã trộn xong cái món gọi là chân gà sốt thái đây rồi nha các bạn nha. Ui giời ơi, nhìn đến đâu là đã ngon đến đấy rồi. Thôi là bây giờ thì anh em mình sẽ bắt đầu thưởng thức thôi. Không đợi chờ lâu nữa mọi người ạ. Chén rồi, thèm quá. Chào chén rồi. Chén đi. Gà trước đi. Đây rồi. Ngon chưa? Ui giời. Kẹp đôi luôn, không phải ăn riêng mà mọi người nhá. Thơm lắm. Chân gà. Được. Giòn. Tiếng này gọi là về phát là được thưởng thức cùng anh em luôn mọi người ạ. Mình thử chân gà nhá. Đây là bài như mình gọi là chế cái sốt thái này đây. Đầu tiên anh em ngửi toàn mùi mỡ mì tôm mình ạ. Thử ăn xem. Ủa nhìn anh em ăn nhìn chạy nước miếng lắm. Mời tất cả mọi người nhá. Chân tôm cay cay. Giòn đấy anh em nghe đã giòn rồi. Cái chân gà đã giòn rồi xong rồi lại còn gọi là cái gì nhỉ? Cái xoài. Nó tính tí nữa cũng tắc đây trong tôm. Ủa, nó thè các bạn cây. Ăn chua chua ngọt ngọt. Nhai ngon nhai phát lão biết nó đấy luôn. Đây là mình sẽ thử luôn mọi người ạ. Mình mời tất cả mọi người nha. Làm miếng xoài trước. Chân gà thì rút xương rồi. Trộn đào ngấm gia vị. Đây mọi người ạ, mọi người sẽ thấy đây. Ngon chưa này. Ngon quá luôn. Giòn đúng không? Giòn lắm mày. Ngon. Ủa mình chưa ăn chân gà nhưng mà ăn miếng gọi là xoài thôi, ăn cái gia vị nó ngấm vào ngon. Anh em phải ăn kèm cả chân này, cả xoài ấy, thì nó mới gọi đủ bài.
Toàn vãi trưởng luôn mọi người ạ. Ờ, sốt thái thì ngon. Ăn với chân to cho tròn mọi người ạ. Ngon lắm mọi người ạ. Chân to làm mấy cái chân ớt này. Ớt nó bám vào, ngon luôn. Xoài non. Nhai giòn khô cả. Ăn kèm miếng xoài đó. Nó giòn mọi người ạ. Ngon lắm. Nhúc Đấy. Dạ, không buồn mà. Anh tươi chất rồi. Em cầm tay một tay sạch không đây là sạch. Anh tươi chất rồi. Đấy là chung mà anh em ăn cái món này. Bao giờ? Kiểu như là cái đồ ăn vặt đấy mọi người ạ. Đấy. Đồ ăn vặt đấy thì anh em sẽ kiểu uống kèm với cả nước ngọt này, đúng bài luôn mọi người ạ. Đấy. Okay. Mọi người ạ. Xoài. Nó cảm uống vào chống cay tê. Cái này. Anh uống cốc với em khoang. Đây anh rót em. Em ơi. Nói chung là cứ phải uống kèm với cả nước ngọt thì nó sẽ kiểu gọi là Mọi người nha, uống nước ngọt. Món này uống bia cũng được thôi mọi người ạ. Nhưng mà thực sự là món này kiểu thuộc dạng đồ ăn vặt, kiểu chị em phụ nữ rất là thích nhỉ. Đấy. Ăn ngon đấy, cay cay. Ăn ngon luôn. Miếng lặng ngon gấm hết rồi. Ăn một cái chân gà, ăn kèm một miếng xoài đó, kiểu nó đã đời luôn mọi người ạ. Chua chua cay cay. Xoài mọi người. Xoài ngớm sốt ăn ngon mọi người. Vâng. Mặc dù răng mình hơi yếu nhưng mà hôm nay nhai cái này vẫn tốt các bạn. Vẫn chơi lắm. Đây nha mọi người. Cái sốt khi mà mình làm xong này nó ngấm đều gia vị những thứ vào ấy. Anh em làm miếng kèm xoài vào. Em mình miếng to cho nó. Ăn nó kiểu rồi. Chua chua cay cay. Rất ngọt ngọt, rất là nhiều vị đấy. Đây là chân gà đâu có tiên cái chân to vậy. Chân gà nhiều xương còn toàn sụn nhai thôi rồi. Nghe anh em nhai không đã tí giòn rồi. Không phải. Giòn nhỉ. Cái cây á. Ngấm một tí đắc đấy thơm thật. Gà nó cứ làm miếng ớt nó bám này mọi người này. Đây, làm thêm chân nữa. Ui dồi ôi, combo như này. Ăn cứ gọi là hết bài luôn. Ăn giòn lắm mọi người. Khuyến cáo mọi người không xem khi đang đói. Đúng mà. Xem thì cũng được thôi, như là có đồ ăn kèm. Nóng lắm mọi người. Mấy em mà xem video của anh em mình nhé. Thì mọi người gọi chuẩn bị một cái thau để đựng nước miếng nếu mà không có đồ gì ăn kèm nha. Cái chân gà lại kèm miếng xoài. Giòn lắm mọi người. Ngon. Tuyệt vời luôn. Ngon quá. Mấy chân to ăn nó cho đẫy mồm rồi. Ok, ngấm lắm rồi. Ngon là ngon. Nhiều sốt quá nó bắn tóe tung cả mọi người. Ngon. Sao lại có những cái chân nó to như này? Ăn phê đúng không?
đấy, thực sự là anh em mình làm cái sốt Thái của anh em mình ấy thì anh em mình quay có cho bao nhiêu cái gia vị những thứ là nó đầy đủ hết cả rồi, anh em là muốn làm thì tự làm thôi. Đấy, nói chung là đây là cái gọi là chân gà sốt Thái mà anh em mình tự làm đấy, ăn cay cay tê tê. Anh em nào mà không ăn được ớt cay mấy ấy, không ăn được cay ấy thì anh em gọi là cho ít ớt bột hơn anh em mình. Với cả ít ớt cay hơn thì nó sẽ không cay mấy, là trẻ con cũng có thể ăn được cái món chân gà sốt Thái. Anh em có thể tự làm tại nhà đấy nha các bạn nha. Cay chảy nước mũi à? Đấy. Cay chảy nước mũi thì lúc đầu đã bảo là thời tiết miền Bắc tự nhiên nó tụt nhiệt độ như là kiểu tụt quần đấy mọi người ạ, nên là anh em làm phải cay cay vào mọi người ạ. Cay cay thì ăn cho nó ấm, nên là bây giờ anh em mình ăn là nó bị cay như này nha. Còn nhanh hơn cả tụt quần nha. Chất nó to nó ngon. Anh em mình có bốn anh em làm nhiều như này. Anh em nào mà nhà ấy, mà kiểu nhà ít người ấy thì chỉ cần khoảng độ một túi thôi mạnh nhỉ. Túi. Một túi thôi là đủ nha cậu nha. Túi là lọ. Đó thì anh em mình ăn đấy. Đây, cũng vặn vãn khá khá rồi này. Đấy mọi người thấy không? Nó ngon vãi chưởng luôn. Đấy thì đây là cái món gọi là món chân gà sốt Thái anh em mình tự làm để trải nghiệm xem cái hương vị như nào. Thực sự là rất là ngon, rất là gọi là kích thích cái vị giác nha. Không biết anh em xem video ấy, nếu mà có bị chảy nước miếng ấy thì mọi người cho anh em mình gọi là xin lỗi nha các bạn nha. Đấy. Làm từ sốt anh em mình ăn ngon lắm. Ngon thật sự luôn. Sốt thì anh em mình làm những cái gì anh em mình cho thì đã quay hết rồi, thì anh em cứ làm theo cái sốt để trải nghiệm thử xem sao thôi. Thì hôm nay anh em mình đã làm và trải nghiệm cái món gọi là chân gà sốt Thái anh em mình tự làm này. Và đã cho mọi người biết cái cảm giác nó như thế nào rồi. Thời lượng của clip thì cũng có hạn nên là anh em mình cũng xin phép là dừng clip này ở đây. Anh em nào mà có xem được clip này của anh em mình mà thấy hay ấy, thì mọi người có thể ủng hộ anh em mình bằng cách là like và chia sẻ và đăng ký kênh cho đấy nhiều, để ủng hộ anh em mình nha. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi cuối clip này của anh em mình. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những clip tiếp theo.